Như vậy thì chú thường sẽ thích được giao những vai cá tính một xíu hay là những vai hiền lành ạ? Nếu mà người nghệ sĩ ai mà đóng vai giữ cái vai ác, họ có thể thay đổi tâm lý, thay đổi về cái hành động, cơ mặt trên sân khấu, họ có nhiều đất diễn hơn. Và cái tôi không phải là tôi thích ác hoặc tôi thích hiền, mà cái tôi thích diễn. Dạ, là có nghĩa là mình thích được hóa thân vào nhiều nhân vật. Điển hình như là Minh Ngọc còn nhớ là hồi nhỏ thì Minh Ngọc có xem chú Trung Dân diễn trong Cổ Tích Việt Nam. Và đa phần là những cái vai mà Minh Ngọc nói thiệt, hồi đó Minh Ngọc bị sợ. Sợ lắm quý vị. Giống như là có những cái đoạn mà chú cười mà cái tiếng cười đó vẫn còn vang vẳng đâu đây. Hoặc là có cái vai mà có cái nút ruồi xong mà cái cọng lông dài vậy nè. Hồi nhỏ coi nhìn sợ lắm. Tam và Tứ. Dạ. Sự Tích Quả Roi. Dạ. Ai Mua Hành Tôi. Những cái vai ác, vai phản diện không? Vậy thì khi mà chú vào vai ác như vậy á, thì gia đình của chú xem, rồi đặc biệt là con của chú xem thì cảm nhận như thế nào ạ? Nó biết đó là phim cho nên nó không bao giờ nó cho tôi là ác. Nhưng mà về khi mà bạn coi những cái phim mà của ba mình đóng thì cảm xúc của bạn có chia sẻ với lại ba không ạ? Tôi thấy nó cười thôi. Con tôi đi học ba đứa, chỉ có cô giáo chủ nhiệm và hiệu trưởng mới biết con tôi là ba là Trung Dân. Dạ. Trong lớp gần như ít người biết, gần như có những năm không biết. Và các bạn có thấy buồn vì điều đó không ạ? Con tôi không buồn. Con tôi ba đứa đều nói là mọi thứ con muốn con giống như những người bạn trong lớp. Không có một cái gì để gọi là nó hơi khác, chứ không dùng từ đặc biệt. Dạ. Để tránh những cái trường hợp người ta so sánh. Dạ. Nên thậm chí một cách vô tư, nó sinh hoạt giống như mọi người. Và như vậy thì nhờ như thế mà các bạn có một cái tuổi thơ nó yên ổn. Yên ổn. Yeah. Dạ. Và công việc của ba cũng không ảnh hưởng tới lại cuộc sống của các con. Ừ.